bơm càng kín càng tốt, là càng đều càng tốt đó. Bơm nó kín luôn. Cho lớp kem nó dày lên, dày đều lên nha, chứ đừng bóp tố mặt xuống nha. Chà nó hơi khó. Chà càng đều sẽ chà càng đều. À, cứ bơm từ dưới lên trên xong từ ngoài bơm xong được rồi. Đó là xong, ví dụ mấy chỗ này thiếu kem nữa nha. Châm thêm cơm. Cho thêm kem 100 cơm. Rồi. À, mình sẽ lấy cái này, mình sẽ khứa nhỏ nhất nha. À, sẽ chà trên mặt trước. À, chà cái bề mặt đã bằng cái này nè. Đây. Mình vừa gà vô giữa này vừa xoay bàn xoay nè. À, xong rồi đấy. À, xong cái chân này mình ép xuống dưới đây nè. Nè. À, mình lưu ý mình ép xéo lên chứ đừng ép dọc này, tôi chỉ biết kem ép xéo lên này, mình xoay là được rồi. Sao cái tay em nó không cố định được? Thì cái tay em cố định đi. Thì mình tập cho cố định. Bây giờ mình dán lại nó rung tay á thầy. Mày dán sao kìa? Rung này uống thuốc mày cho chống rung tay. Mày dán cái này với cái này vô mày. Mình xoay tay bằng nó đều được. Không, để cho về tôi thiết kế cái máy. Rồi trên đây sao này, kem này nó bị kem ấy, nó bị đi này nha, người này gạt này, gạt từ ngoài vô trong này, dạ, đã gạt cho nó mất đi cái góc đi, kem này dư này gạt đấy, đó, gạt cái góc này nó sẽ ra được cái góc, kem dư gạt đi, rồi mình sẽ lấy cái thẻ này mình lau sạch cái lớp kem dư ở dưới đi, sẽ cho nó sạch. Rồi trên mặt á, mình sẽ làm lẻ bằng cách nào để cái kẹp này đi lại lần nữa. Đó. Đi từ trái qua phải nhỉ. Kẹp vô giữa nhỉ. Rồi xong rồi. Dạ. Dễ quá. Phải làm dễ quá. Rồi lớp mình làm được rồi. Không được. Chúng làm.